lòng bốn phương trời. Anh giữ cành hoa xưa như giữ một nụ cười. Nhớ lại hôm nào em kéo nghiêng dành non, giả bộ vô tình làm rớt cánh bằng lăng. Đêm hành quân dưới dằn chẳng sáng long lanh, nhớ con gạch cái thia chảy về tắt cầu. Em mơ ước ngày đất lành chim đầu, con sáo qua sông con sáo đầu hiên nhà. Cô chú hát hay không cô? Không. Chú hát lần nào cô cũng chê. Ở nhà mở ok không hát đi, nói mệt lắm. Biểu hát chung không được rồi. Mất hứng, hát không hay. Không có vô tâm á. Mà mỗi lần mình hát dở, mở lên cái cô chê, cái chú quê chứ không hát được. Thì phải chú hát dở đâu, vì chú với mấy cái nốt nó không có bà con nhau đó. Đúng. Không có bà con à. Chú hát hư nhạc. Rồi, chú ơi, hát hay không bằng hay hát. Đúng rồi. Không, dạ. Nhưng mà mình hát quen rồi là cũng vô. Mà chú mà hát ai mà la hay hay là chú hát hay. Trời ơi. Ai mà chê là chú hát dở, quê đó cũng được. Mê văn nghệ lắm, mỗi nhà, mỗi lần nhà có đám giỗ là thuê ca sĩ về hát. Ca sĩ kéo bằng nhạc gì. Kéo bằng nhạc về hát. Má dữ luôn nha. Giờ mình kinh doanh gì ở nhà không? Giờ ở nhà cho thuê phòng trọ. À, được bao nhiêu phòng trọ? À, coi như là chú đi bán nón rồi cái tới năm 2007 á, ra nón bảo hiểm á. Rồi cái bán cũng được mà chú bán bạn hàng không cho nghỉ, chú nghỉ. Thưa quý vị, ứng dụng NetLove sẽ được chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Hãy đón xem chương trình Tình Trăm Năm cũng như là những chương trình về tình yêu, về gia đình sẽ được phát sóng trên ứng dụng NetLove. Mời cô chú giới thiệu về mình ạ. Chú tên Nguyễn Văn Kim, sinh năm 1959, nay 62 tuổi. 62. Mốt. Để mốt qua 2 chuẩn bị tới nè. Mình muốn già, bà không chịu cho già. À, còn cô ạ? Cô là Võ Thị Năm, sinh 1961, 59. 59 tuổi. 59 với 62 là một... chẳng 120. 120. Ngày xưa đó, chú có nhớ ngày đầu mà chú gặp cô không? Nhớ, mà trước khi để kể chuyện ngày đầu gặp cô thì bữa nay cô chú cũng có món quà ở nhà gái làm để mời MC Quyền Linh với Ngọc Lan dùng thử. Thôi ơi. Trời ơi, có quà nữa. Nói trời, dễ thương quá à. Đó, dễ thương không? Gái chú làm á. Trời ơi, quý vị ơi, đây là... Nào muốn ăn thì bánh alo chú xanh. Là có liền. Đó, bánh xanh, chế chay đậu xanh. Dạ. Trời ơi, rất là dễ thương luôn á, quý vị ơi. Mới vô chưa có chương trình gì diễn ra là có bánh mời rồi. Mua chuột. Đây là mừng nè, mọi người. Nè, đúng không? Không quá. Ăn gì bổ nãy. Mà để vô tủ lạnh chút xíu là mình ăn tiếp. Ốc ha. Ngon quá. Món có gì alo chú là ok. Mình bán này hả? Nhà làm bạc. Ngon quá, cất. Cho một cái. Thôi đừng ăn nữa. Không có, một cái làm. Cất tủ lạnh nha đình. Cảm ơn cô chú vì món quà đầu tiên ngày hôm nay. Vỗ tay. Dạ. Chúng ta vì món quà đầu tiên ngày hôm nay thì chúng ta hãy quay trở lại với những ngày đầu tiên của chúng ta đi nào. Hồi đó là chú chưa gặp cô là chú làm ở trong chợ lớn là chợ Trần Chánh Chiếu là dựa gạo với đậu á. Rồi cái thời gian cái chú thất nghiệp cái chú buồn quá mới nhớ tới ông bác ở Gò Vấp là gần nhà cô. Ông bác là cũng bạn thân với ông già vợ, rồi chú mới lên thăm ông bác, rồi ông bác mới kể là ông già vợ là bạn của nhậu chung á, có đứa con gái mà giờ ổng muốn bắt rễ, ổng không gả đi. Rồi cái chú mới lên rồi ông bác mới kể, rồi lúc đó mình cũng quan tâm nữa, mình đang giàu rỉ, đang thất nghiệp nữa, thành ra không có quan tâm tới chuyện gia đình. Rồi cái thôi ông bác nói chú mới làm thinh xong đi về cái vài bữa sau lên cái ông bác không nói tiếp nữa.
cái thôi mình cũng quan tâm, mình đi về tới lần thứ ba lên cái ông bác nói, mình cũng gắn mắt mình nói chà, để mình qua mình gặp mặt thử có sao. Cũng nhà cũng giáp với nhau, có cái đường bờ, nếu mình đi rộng mình đi vòng thì nó xa, có đường bờ nó cao lắm, mà mỗi lần mình qua mình phải leo cái đường bờ mình tuột xuống. Viết rồi đi tuột láng cái đường bờ. Qua thấy cô cái mình cũng thích thích. Thích liền luôn hả? Còn cô ạ, lúc mà lần đầu tiên cô thấy chú thì cái điều gì ở chú làm cho cô ấn tượng ạ? Không có ấn tượng gì. Không ấn tượng gì hết. Tự ông già, ông thích. Ông nói thằng này được đó mày, nó chịu ở rể. Con chịu đi rồi có gì ba lo cho. Tại vì cũng mồ côi mẹ sớm, 5-6 tuổi là mẹ mất rồi. Ông già ông nói vậy thì thôi, cũng nghe lời luôn. Từ đám hỏi tới đám cưới chưa nói được câu nào. Không nói câu nào luôn. Đi may áo dạy cưới mạnh ai nấy đi. Trong cái thời gian mà từ lúc mới qua cho tới lúc đám hỏi là lâu không chú Kim? Cũng khoảng mấy tháng rồi đám hỏi. Chứ mấy tháng thôi hả? Đúng rồi. Thì trong mấy tháng nó có qua tiếp nữa không? Có chứ. Có chú tâm sự gì không? Không, cũng không nói vậy. Chú tấn công vô bộ chỉ huy rồi. Sao đồ nhậu cho hai ông tấn công nói chuyện không? Vô bếp giỏi lắm, nấu ăn giỏi lắm. Chú tấn công gia đình của cô bằng đường bao tử đó. Hay quá. Cái bộ chỉ huy tấn công già đó. Dạ. Làm mồi nhậu cho ông già nhậu. Với mấy ông bạn nhậu nữa, của ông già nữa. Mấy ông phái khen bí tỉ luôn. Lúc có bữa nào cũng xin tiền bà già lên đi chợ mua đồ, nấu đồ nhậu cho mấy ổng nhậu. Trời. Con nghĩ là cái điều duy nhất để mà chú phải làm hết tất cả mọi cái để chinh phục được nhà vợ đó là tại vì cô quá đẹp. Đúng rồi, đẹp. Lúc đó cô là công chúa lò lư. Ủa, công chúa lò lư là lò gì? Hồi đó ông già đút lư đồng á. Thì đó cô đẹp mà trắng nữa, cô đi học mà. Cô đang đi học. Công chúa lò lư đẹp trắng ha. Đó, rồi gặp chú cái chú vớ cô nghỉ học luôn. Ở quê chú có công chúa lò than. Đen. Đen quá. Đây công chúa lò lư trắng tươi. Đây chú lò lư trắng tươi rồi. Sau đó thì đám hỏi. Chưa có dám nắm tay chưa? Chưa luôn, không có nói gì. Chở xe đạp đi áo dài, mua áo dài cưới về Sài Gòn. Mà không ai nói tới ai. Rồi trên xe có ôm không cô? Trong ôm mà cô không có ôm. Chú lẽ ra lúc đó là chú phải giao bộ, một là chú thắng gấp, còn hai là chú phải bốc đầu rồi cho cô sợ cô mới ôm. Xe đạp bốc đầu gì? Xe đạp bốc đầu gì? Xe đạp bốc cái gì? Đám cưới rồi xong rồi không cho ngủ nữa rồi. Làm sao? Động phòng qua chút không cho. Không cho luôn hả cô? Sao vậy cô? Cô không chưa biết quen. Rồi làm sao mà cô chú làm cho cô quen được? Bữa đó cô đi ra bà cô, rồi bà cô nói chuyện gì á, cô nghe gì cô mới chịu. Đó là cô bà chưa? Cô em ông già. Cô nói vợ chồng là phải như vậy, chứ không có tránh hoài được. Chính tránh luôn hả? Sau mấy đêm thì cô mới đồng ý cho chú gần gũi cả với tháng cô. Luôn chứ mấy đêm cả tháng rồi. Lúc đó chú ôm gối ôm khổ lắm, bởi ta nói thằng trai 12 bến nước trong nhờ đục đóng hèn xài đỡ, đi tới đâu cũng làm thơ làm văn đó. Cưới xong thì chú có nói gì với cô không? Có nói chuyện yêu đương gì với cô không? Cũng ngại không có nói. Không nói luôn hả? Tới đám cưới xong hai người có nắm tay kia không? Không luôn. Cái kỳ vậy trời. Tối rồi cái là chàng tay qua ôm cái rồi thôi. Trời, ôm thì cô cho nhưng mà tới chừng đụng người cô không cho. Rồi bao giờ mới có nụ hôn đầu tiên hả cô? Đó giờ không có hôn. Gì kỳ vậy? Thương nhau có qua đường thì nắm tay thôi. Nắm tay băng qua đường hả chú? Nắm tay băng qua đường chứ không có hôn. Cô mắc cỡ không cho hôn. Sao đám cưới rồi cô cũng vậy hoài, rồi có cái nào là chú chủ động chú ôm chú hôn đại không? Có chứ, chú lén ôm hôn với cô là quỷ nè rồi. Rồi biết mình thích ăn gì là tự đi chợ mua nấu ăn, ra đường thích mình thích trái cây gì là mua đem về bỏ tủ lạnh á để cho ăn. Cô thích ăn gì chú đi chợ nấu với cô. Cô nhớ được khoảng bao lâu thì cái tình cảm của cô mới dành cho chú? Từ từ, chứ cũng không có mà gấp gáp gì hết trơn, coi như là để cho nó tự nhiên vậy. Bao giờ mình có đứa con đầu tiên? 2 năm mới có. 81 kết hôn, 83 sanh đứa con gái đầu lòng. Lúc mà sanh đứa con gái đầu lòng đó thì cô có tình yêu đối với chú chưa? Nó cũng không có sâu sắc cái gì hết á, cũng thấy nó cũng thường thường. Sanh một lèo 5 đứa luôn. Hả? Hả?
thì 83, 85, 87, 90, 94. Trời ơi, may là không cho đụng. May không cho đụng á. Đụng là còn 10 đứa đó. Bao nhiêu năm rồi cô chú? Nay là 39 năm. Trời ơi, 39 năm mà chưa có một nụ hôn nào mà được sự đồng thuận của hai người, chưa có nụ hôn nào thăng hoa hết trơn hả? Hôn lén còn ngon hơn. Trời ơi, chú lạ quá. Cái nào mà nó không cho là nó không ngon. Cũng như cái nào mình đói bụng mình ăn dụng vậy. Cô là bỏ qua cảm xúc của mình. Dạ. Cô chỉ nghe lời phụ huynh rồi xong mình cứ thôi, coi như mặc nhiên mình là người vợ rồi. Dạ. Mình phải sinh con rồi mình như thế. Chứ không có một cái tình yêu thăng hoa nào đó. Cô không cần điều đó luôn. Dạ, cô một lòng một dạ với chú luôn. Chứ cũng không cần một cái tình cảm nào khác hết. Lúc đó có nhiều chàng trai theo đuổi cô? Có, nhiều người đeo cô. Mà nhậu á, cô cũng thích. Chú không nhậu mà cô thích. Chú không nhậu mà chú lại làm mồi nhậu rất ngon. Làm mồi nhậu ngon mới ổng phái với ổng gả con. Rồi sau khi cưới, kinh tế gia đình như thế nào hả cô chú? Cũng khổ lắm, thời còn bao cấp mà dưới nhà làm gãy. Thời đó là cứ chồng giao cải cái sau đô thị quá đó, cái ngày đất đai ta bán nhà, cái đất cái mấy người về cắt nhà xung quanh, cái mình trồng cây giao cải nó không có nở, nó teo teo, nó giót lên ra làm lỗ vốn rồi. Rồi xong rồi chú mới nghỉ trồng rau để cho cô ở nhà cô làm. Mình chú mới đi bỏ nón kết từ các tỉnh miền Tây, đồng bằng sông Cửu Long á. Coi như là chú thâu tóm hết miền Tây luôn. Đúng rồi, hồi đó nói miền Tây là nói tên Nam Kim là nổi tiếng. Nón là Trang Nam Kim là nổi tiếng. Như vậy thì cô có sợ chú đi miền Tây thế? Cô chú đi đâu đi à? Cô có sợ? Trời ơi, sáng mơi á, 5 giờ là dậy đi thể dục một chút, là uống cà phê. Hiện tại bây giờ cũng vậy. Bữa nào mà ở nhà không có đi chợ là không có chở đi chợ, là đi chơi luôn tới 12 giờ luôn. Về tới trưa gì? Bạn bè nhiều lắm, về nhà vừa ngồi xuống hai cái điện thoại tiếp hết. Thì cô không bực mình trong chuyện đó hả? Không. Không muốn đi đâu đi, muốn về chừng nào về hả? Muốn về về. Nhiều khi mà ở nhà có ai tìm á, mà ngộ cái ở nhà không ai tìm á, vừa bước ra cái là có người lại kiếm. Có khi nào cô nào đẹp đẹp kiếm không? Có luôn. Rồi cô nói sao? Ca sĩ Dường á, lại kiếm. Tại mê karaoke. Trời ơi, đi hát sáng đêm luôn. Tối á, thì lại đằng sớm á, hát. Mà tính khi nhà có làm biến hát. À, sớm có cô kia cô đẹp hơn. Có cô tối đi uống cà phê xong hát tới 4-5 giờ sáng mới về á. Rồi cô cứ để cho đi hát với cô kia luôn. Đừng muốn hát tới chừng nào đó hát. Trong những cái thời gian mà chú đi tỉnh như vậy đó, rồi chú có rất là nhiều mối quan hệ ở ngoài, có lần nào chú lạc lòng không? Không, có nhiều người mà rủ lắm mà chú không chịu. Có nhiều người rủ. Chú là đi tới đâu là có chị nuôi, em nuôi tới đó. Tại cái nghề mình vậy, để mình gửi hàng cho người ta. Cũng như mấy chị bán cà phê ở đầu chợ. Đó là mình xuống đó cái mình gửi hàng gửi cho mấy chị. Gửi nón này ha. Gửi nón cái mình xách hàng mình đi chào. Là chợ nào cũng có. Rồi chị nuôi em nuôi vậy, có khi nào mình nuôi một vài người? Không, chỉ có tối đi ăn uống cà phê đồ thôi rồi gì à. Chú về khách sạn chú ngủ với bà kêu lại nhà ngủ, chú nói thôi. Trời ơi. Sao mà thôi được mà vậy? Mấy bà không có chồng mà. Ôi ôi ngon vậy. Mấy bà bán gì không có chồng. Mà sao chú vẫn tin, vẫn lòng vậy chú? Tại chú không có thích lăng nhăng. Với nhiều người kêu chú bỏ vợ đi theo ta. Mà còn gái nữa. Tôi nói thôi, tôi theo bà chắc tôi đi ăn mại. Rồi hay quá, chú làm con ngưỡng mộ dễ sợ luôn á. Hay nha. Chú không có động lòng, nào giờ không có thích vậy. Điều gì ở cô khiến cho chú luôn một lòng một dạ để hướng về cô? Thì tại thấy cô có mình không có ai hết đó, ra mình thương. Với ông già đó, ổng cũng tin tưởng mình. Rồi ổng gả gái cho mình. Mình làm mấy điều sai trái rồi cô không vui, ông già cũng không vui. Một chữ tín của một lời hứa của một phụ huynh. Hay đó chú, hay đó. Mấy người mà có chồng á, cái kêu chồng lên lấy hàng lên, ông dắt người ta đi ra Bạch Đằng rồi sáng đêm. Kêu taxi á, chở đi ra Bạch Đằng, không biết chơi gì, mới tốn thì sáng mới về ngủ gục không. Cái mấy bà bán hàng điện lên hỏi ông dắt đi đâu mà sao sáng đêm không ngủ. Cô có nghĩ là ông đi đâu không? Nghĩ đi chơi thôi. Cái gì á hả, nó của mình là của mình, mà nó không còn của mình là cho bay luôn. Sao dễ dữ vậy ta?
ở vậy chú mới không dám nếu kéo hư. Mệt thêm chứ làm gì. Nếu vậy là chú hư á. Ghen là mệt thêm hả? Ờ, cô tánh không có ghen đâu. Đi rồi đi cho đi luôn. Nhiều khi chú nó dặn cô chú làm nơ chú nói tôi ghét tôi mua rượu tôi uống à. Cho bà ấy. Cái bà nói ông thích không tôi mua cho uống. Cái chú xịu. Mà đúng biết uống rượu mình hù quá rồi. Có bữa nào hù bà nói giờ bà tin không tôi kiếm cô trẻ hơn tôi đi với cổ luôn nè. Có luôn. Có nói luôn hả? Có rồi cô nói cho đi luôn. Cho đi luôn. Lâu mình không dám đi. Trời dễ thương quá à. Dễ thương con mình đông nữa. Mình lỡ có gì con mình khổ. Giờ cha mẹ thấy nhiều người ly hôn. Con khổ sở không ai chăm lo. Cha mẹ gian dở thì mẹ có chồng khác. Cha có vợ khác. Con không ai quản lý đi ra đường. Giá tỷ trộm cắp người ta đánh đập mình thấy cái chỗ đó đau lòng. Ra chú nghĩ nếu mà cô với chú cũng vậy thì con mình cũng bị ảnh hưởng ra thôi. Nãy giờ con cứ nghe cô nói là chú rất là thích hát karaoke. Chú hát hay không chú? Chú hát dễ lắm. Hồi đó mới có phong trào thì thà thích. Còn giờ thì không có thích nữa gì đó hay đi hát với nhau nữa với đi bạn hát bè sáng luôn mà đúng sáng rồi bây giờ chú hát đò bài nào chú thích nhất coi giờ chú hát bài Hoa Tím Bằng Lăng giọng cổ hát rồi hết rồi ha còn nói tiếp nữa không nói chứ để không tử rồi hát là hết chứ còn nhiều chuyện để nói dạ. Chỉ nhìn thôi hỡi người em gái nhỏ em có nghe chiều chiến khu mây lộng bốn phương trời anh giữ cành hoa xưa như giữ một nụ cười nhớ lại hôm nào em kéo nghiêng dành non giả bộ vô tình làm gớt cánh bằng lăng đêm hành quân dưới dằn chẳng sáng long lanh nhớ con gạch cái thia chảy về tắt cầu em mơ ước ngày đất lành chim đầu con sáo qua sông con sáo đầu hiên nhà cô hết. Chú hát hay không cô không. Chú hát lần nào cô cũng chê ở nhà mở ok không hát đi nói mệt lắm biểu hát hát chung không được rồi mất hứng hát không hay không có vô tâm mà mỗi lần mình hát dở mở lên cái cô chê cái chú quê chứ không hát được thì phải chú hát dở đâu vì chú với mấy cái nốt nó không có bà con nhau đó đúng không có bà con à. Chú hát hư nhạc chú ơi hát hay không bằng hay hát đúng rồi không, dạ. Nhưng mà mình hát quen rồi là cũng vô mà chú mà hát ai mà la hay hay là chú hát hay trời ơi ai mà chê là chú hát dễ quê đó cũng được mê văn nghệ lắm mỗi nhà mỗi lần nhà có đám giỗ là thuê ca sĩ về hát ca sĩ kéo bằng nhạc gì kéo bằng nhạc về hát quá dữ luôn nha giờ mình kinh doanh gì ở nhà không? Giờ ở nhà cho thuê phòng trọ. À, được bao nhiêu phòng trọ? À, coi như là chú đi bán nón rồi cái tới năm 2007 á, ra nón bảo hiểm á. Rồi cái bán cũng được mà chú bán bạn hàng không cho nghỉ, chú nghỉ bạn hàng tí. Chú sao chú không đổi qua nón bán nón bảo hiểm á? Thôi bảo hiểm nó cồng kềnh mà nó đâu có lời lớn nhiều đâu. Mình được bao nhiêu phòng trọ cô? 20. Trời ơi trời. Bữa nào cho phòng ba. Gì chú tính làm gì? Chú Tâm tính làm gì? Thuê rẻ phòng thôi. Mướn cho vợ nhỏ ở. Ở được chưa? Có là Nguyên Linh mà. Phòng trọ chỉnh có đó. Nguyên Linh mà lên ở. Mấy người mà có vợ hai lại đó mướn phòng trọ cho ở lâu lâu ghé. Cái này con nào có không vậy? Chứ chừng có mặt ai quen không? Có khách hàng quen thuộc không? Còn có nào khách hàng quen thuộc không? Đâu thấy ai đâu, thấy anh đó quen quen. Nhớ không? Mấy bữa vô đăng ký đưa chứng minh nữa. Thì bữa nào cho Quyền Linh thuê phòng nha. Quyền Linh hả? Cho Quyền Linh hai phòng, hai em kế bên. Phòng trọ nhưng mà gắn camera hết á. Thôi khỏi đi, khỏi vô. Chỉ cần bật điện thoại lên là nó kết nối vô là biết rồi thôi, hết. Khỏi vô luôn. Thưa quý vị, ứng dụng NetLove sẽ được chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Hãy đón xem chương trình Tình Trăm Năm cũng như là những chương trình về tình yêu và gia đình sẽ được phát sóng trên ứng dụng NetLove.
cô chú có tranh cãi, tranh luận với nhau, có mâu thuẫn hay là cãi nhau gì lớn không? Có không cô? Có chứ, kể lộn hoài. Kể lộn mà đòi múa này múa kia, cô cản cô không cho rồi cãi. Ra đường ai mà nói cái đó được, đắp vô cái quất liền. Mình nói không được nha, nhưng mà vẫn mua. Mua đem về để gây lộn chơi. Nhiều người kêu cứ vợ, mua vợ, tôi còn không thèm mua. Ta mua mấy đó là cản. Không ai canh ai hết trơn á. Dạ. Không ai gọi là nghi ngờ ai trơn á. Tất cả đều rất là thoải mái luôn vậy đó. Chú nói với cô là chú sáng chú nói tối nay là chiều nay tôi đi Nha Trang chơi nha. Là bắt đầu là chú soạn quần áo sẵn chiều chú đi. Cái cô hỏi ủa đi đâu? Nói sáng tôi nói đi Nha Trang. Cô nói ủa đi thiệt hả? Tới chợ đi thiệt. Nói là đi mấy ngày mới gì à? Cô không có điện thoại. Không có không điện thoại luôn? Không luôn, chú thích chú điện gì không điện thôi. Cô biết đi vậy thôi. Rồi hai người có đi hưởng tuần trăng mật gì không? Có chứ, đi du lịch đồ hoài đó. Đi Thái Lan, Campuchia rồi với đi đi chú hai người đi đó hả? Đi chùa. Có khi đi chung bạn bè, khi đi chung gia đình. Nhưng đi vậy mà không có nụ hôn đầu đời trời. Không có hôn. Không có hôn mắc cỡ lắm. Chú có hôn là hôn lén cô thôi. Giả bộ cô đang ngồi ghế bố á, chú giả bộ lại hùng cái chú đi tới tối. Hùng cái chú đi tới tối luôn. À, lễ tình yêu á, đi mua cái cây hình trái tim, đem về quỳ xuống. Quỳ xuống tặng. Biểu mấy đứa nhỏ quay lên rồi đưa lên mạng. Mấy đứa chụp mấy hình bạn bè điện mạng. Tới cười quá trời đó. Có quỳ xuống tặng luôn hả? Có. Rồi lúc đó quỳ xuống rồi mình nói gì chú? À, con chụp hình nói thì anh tặng em ngày lễ 20 tháng 10. Tình nhân, ngày lễ tình nhân. Phải không? Ừ, bữa ngày lễ. Nhớ 20 tháng 10 đó. Dạ, rồi. Tặng xong không ôm hung luôn. Tặng xong có hung cái chốc không? Tặng xong chú đi tới sáng. Tặng xong chú đi tới sáng luôn. Ủa gì kỳ vậy? Đi tặng xong rồi đi tới sáng luôn vậy đó vậy hả? Á, chú đi vậy. Đi chơi dữ lắm luôn. Cười quá à, cái cũng thích quá. Đừng lên thử bữa nào đi, tặng xong đi tới sáng. Trời, chắc ba khỏi cho vô nhà luôn á. Thà đừng có tặng, khỏi đi. Ai tặng xong rồi đi tới sáng. Chú đi ba nữa, cái xong rồi không có đi bậy bạ gì à má. Đi nửa đêm gì à, 2-3 giờ sáng gì à. Mở cửa vô cô là đi dữ ra, cái chú lén lén chưa ngủ rồi thôi. Thì lúc đó người ta lén lén ta hung cái cho nó tình cảm. Lúc đó cô đang ngủ phá cô không chịu. Con không biết nói gì luôn á. Câu chuyện này cũng thú vị nha. Có bao giờ chú nói gọi là tình cảm với cô chưa? Không. Vậy có bao giờ cô nói với chú không? Không được. Thật ra là cô là người rất là ít nói. Nhưng hôm nay cô viết cho chú một lá thư. Con cầm từ hồi nãy giờ con rất là muốn đọc. Nhưng mà tại vì con mê nghe chú kể chuyện quá cho nên là con im luôn. Đây nha. Anh à, trong thời gian mình chung sống với nhau được 5 đứa con, 3 trai và 2 gái. Trong thời khắc ấy, chuyện vui là anh đã chăm sóc chu đáo như là tìm thức ăn ngon mà vợ con thích để mua rồi nấu cho vợ và con ăn. Nhưng đôi lúc có chuyện buồn như là bất đồng ý kiến, rồi chúng mình đã lớn tiếng với nhau. Chiến tranh lạnh bắt đầu, không ai nói với ai một tháng trời luôn. Khi đó, anh là người tìm cách cho vợ con vui để giảng hòa. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã nhường nhịn vợ con trong khoảng thời gian khá dài để cho gia đình được vui vẻ. Yêu anh. Trời ơi. Không có cái ngữ đó ông. Yêu anh là con đi tìm vô, tìm vô. Ủa chưa bao giờ chú nói là anh yêu em mà anh thương em gì hết hả? Không, rồi. Hành động ngon hơn nói chi. Ủa cái vụ mà giận một tháng thì đó là cái vụ gì vậy? Thì cãi lộn đòi múa này múa kia cô không cho đó. Rồi chú dặn. Sao không cho cô? Cô nói phí. Tiền bạc ai giữ? Cô giữ hết, chú không có giữ đồng nào giao cô. Mỗi ngày là chú nhận được tiền cà phê này chú kia. Chú đi làm chú tự sống, khỏi lấy tiền nhà. Cô khó, rất là khó để mà giận chú lâu. Tại vì chú rất là hài hước. Ở nhà con nghĩ chắc là nhiều tiếng cười lắm hả cô? Ông hay chọc ghẹo. Có bao giờ cô giận cô la lớn tiếng với chú không? Có luôn. Có chứ, cô hét lên. Hét là chú sợ, chú gụng gúng luôn. Muốn làm mà biết mình không chịu. Nhưng vẫn làm, không chiến tranh sao được. Đó là những cái ở chú mà cô không thích nữa mà. Nhà thì để xe cho người ta gửi nhờ xe hơi á, thì cái sân mình phải cho gọn cây kiển lên. Có
yên dòng tha về vỏ chậu mà tha giết hả, nhà không có chỗ để luôn, cái hồ cá tội nghiệp luôn, xung quanh hồ cá để kính bông hết, cá không cho thở luôn. Cô có tật xấu gì không chú? Có tật là xấu với cô là chở cô đi đâu á là cô không cho nhìn, không nhìn nghiêng nhìn dọc cũng cho nhìn, nhìn thẳng tới được ra chú bực mình đó, nhiều khi gặp gái đẹp cũng không dám vô. Ủa không ghen mà sao không cho nhìn cô? Chú nhìn nghiêng cái cô la liền. Hiểu nhầm, chở đi cứ ngó qua ngó lại, đi xe mình phải tập trung nhìn tới, ngó qua ngó lại giữa đụng người ta sao? Thì tới thời điểm này cô có muốn chú cần phải thay đổi một cái điều gì để cho cô vui hơn nữa không ạ? Không có cần gì, chỉ cần bớt đi thôi, đi chơi dữ quá. Sáng uống cà phê tới 12 giờ trưa luôn, uống 4-5 chập luôn á. Uống cà phê gì dữ vậy? 4 giờ dậy đi tập thể dục, 5 giờ là ghé vô quán uống cà phê. Cái đó là quán trước nhà. Xong rồi giờ về là xách xe đi. Đi về tới nhà cũng yên đâu, bạn gọi liên tục, bạn nhiều lắm. Có nhiều quán làm hết. Mỗi người bạn có một khung giờ riêng. Thì ra tối ngày cứ ngồi quán rồi. Vậy thời gian đâu chăm sóc cô ở nhà? Thì bữa nào chở cô đi chợ tranh thủ đi. Đi xong rồi gì có nào dễ thì để cô nấu, khó thì mình nấu. Giờ nấu luôn hả? Rồi mình hạn chế cà phê lại. Có gì cô điện là chạy gì. Uống cà phê chứ người ta đâu có mê gái vậy đâu. Vậy thì cũng chấp nhận cô ơi. Mà uống cà phê nấu chứ uống con cử à. Còn như uống nước cam, đồ sữa tươi đồ. Nhất là uống sữa tươi. Ngon. Rồi bây giờ xin mời cô chú chúng ta xem cái đoạn clip đi. Hôm nay có dịp ba mặt má được lên chương trình Tình Trong Năm. Con nhớ nhất kỷ niệm về ba là năm con cỡ 7-8 tuổi á, con chơi trò chơi cô dâu cô rể á, bị chạy tới chạy lui rồi lỡ đạp cái đuôi chó nó cắn, rồi cái về ba xót quá, ba chở đi bác sư chích ngừa, mà cái năm đó còn khó khăn quá, cái ba phải đạp xe đạp đi bác sư chích ngừa, mà con lớn rồi con mới biết chứ con mới hiểu là con đi xe máy từ đây ra bác sư đã cực khổ rồi. Là đã mệt rồi, nhưng mà ngày xưa còn khó khăn quá, không có xe máy để đi, ba mới đạp xe đạp gỡ con đi. Con cũng cảm ơn má là những lúc mà con cảm thấy bế tắc với cuộc sống thì má đã dìm dục con, bảo vệ cho chúng con cũng mang ơn má đã cùng mang chúng con. Cũng có những chương trình như giao lưu ở chòm xóm á, là ba hát thích nhất là ba hát bài Hoa Bằng Lan Tím. Những chương trình như giỗ đám tiệc ma chay ở xóm là ba rất là tham gia năng nổ cho chồng xóm. Ý của mẹ là như ba hả, giữa đám đông mà hát mà biểu diễn quá đó, vậy là nó tự nhiên. Nhưng má thì thấy là như mưa hát mà có múa rồi là má thích. Má thì rất là yên ắng, không có dụ như quạt náo như người ta. Ba thì tính ra rất là quạt náo, má trầm tính nên má cũng muốn ba trầm tính như má. Nhưng mà tính của ba thì rất là quạt náo. Cái thời gian mà cỡ khoảng chị cỡ 6-7 tuổi á, thì lúc đó là nhà còn làm nông á, làm rau làm cải á, thì nói chung là cuộc sống lúc đó rất là khó khăn. Mẹ với ba rồi là phải trồng rau, rồi tự nhổ rau ra chợ bán á. Bản thân chị thấy lúc đó mình còn bé nhỏ quá, nhưng mà chị cảm nhận được là mình là chị hai, nên cuộc sống mà mình phải gánh gồng phụ ba mẹ, nên chị hai và em trai kế á cứ thay phiên nhau cứ rau cho ba mẹ đỡ cái khâu đó. Cứ nhớ mãi em thứ ba á với chị hai là cứ ngày nào cũng chia nhau dinh cái máy. Hồi xưa sức chị rất là yếu, cỡ tầm 10 tuổi thôi mà dinh cái máy, thì cái máy nước lúc đó rất là nặng so với tuổi của chị và thằng em. Nhưng mà hai chị em hứa với nhau là hôm nay em dinh thì ngày mai là chị phải dinh. Tới cử mình dinh mình rất là sợ dinh cái máy, tại vì dinh cái máy từ trong nhà ra đồng hình như là phải hơn 150 mét. Nhưng mà hai chị em hả, thấy ba mẹ rất là cực rồi, nên đã cố gắng đã chia nhau dinh máy rồi tưới rau phụ ba mẹ. Hiện tại bây giờ là bản thân chị là có gia đình,
có gia đình thì ở với gia đình là chị, là chị cảm giác hình như là chị cũng cũng là một phần gánh nặng của ba mẹ, nên đâm ra chị cứ muốn làm, mình phải làm cái gì để cho ba mẹ mình đỡ lo lắng về mình nhiều hơn. Cảm ơn ba mẹ đã sinh chị ra và dạy dỗ chị với các em. Những lúc mà sống chị thấy là ba mẹ là cánh tay giang ra, và các em là cũng níu chị lên để chị cảm thấy cuộc đời không có gì là phải. Thương quá à, dễ thương quá à. Chú cảm giác thế nào khi con mình nói như thế? Cảm giác trên này con mình nó đã trưởng thành. Nó biết là thương cha mẹ hồi xưa là cực khổ, lo lắng cho các con. Để cho một chút thăng hoa trong tình yêu á, và chú có thể nói là gì yêu thương với cô? Một cách nghiêm túc nhất nè. Đấy. Thích nói gì nói. Đó, thích gì nói, vấn đề. Lẽ này cho phép rồi ha. Dạ, cho phép. Vậy nói anh yêu em thôi. Đó, giờ thôi coi như là mình... Ủa, không phải bắt tay. Sao giống đồng chí? Bây giờ bắt tay nữa. Hùng con cái. Coi như là cái nụ hôn đầu đời đi. Hùng mắc cỡ. Tạo giờ không có hùng ai nữa. Nay là gì là ở nhà, không có đi đâu. Bây giờ hùng xong ở nhà nha. Anh yêu em. Cô mắc cỡ thiệt sự đó, cũng thấy là cô mắc cỡ lắm. Con rất là cảm ơn cô chú đã mang cái câu chuyện rất là thú vị, rất là vui, cũng đong đầy tình cảm đến cho chương trình.